Hello mọi người nghe, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của em ha. Thì trong video ngày hôm nay á, thì Linh sẽ chia sẻ một vài lưu ý cho mấy anh em mới vào nghề nữa ha. Tại vì chạy máy này thì nó có rất nhiều kinh nghiệm, mình phải va chạm rồi mình mới hiểu được và cái nào nên làm và cái nào không nên làm nghe mọi người. Thì mấy cái chân này thì hôm trước Linh có quay cái video chia sẻ cho mọi người đó. Thì mãi đến hôm nay thì máy nó mới chạy xong một mặt. Vì lý do là máy của Linh nó bị hư ổ cứng. Bị hư ổ cứng là mới chỉ chạy phá được một mặt thôi. Là có một cái chân á, thì nó chạy hàng đầu tiên á, thì nó mới tầm được khoảng là 50% thôi. Nó chạy mới tầm tới đây thôi là nó máy nó bị đứng à. Máy nó bị hư ổ cứng, nó bị lỗi, nó không 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 cho chạy được. Thì Linh gỡ máy đi sửa thì tầm cũng khoảng 2 ngày mới lấy, 2 ngày mới lấy rồi về. Nói chung ra là Linh cũng không có biết cài phần mềm nữa, cho nên nhờ kỹ thuật bên công ty cài giùm. Nhưng mà vì lễ á mọi người, cho nên là không có cài được, mất thêm 1 ngày nữa. Thì tầm cũng 3 ngày 4 ngày thì Linh mới cho máy chạy tiếp. Thì ngày hôm nay thì chạy xong rồi, tới chiều là vừa xong rồi. Tại vì Linh bận quá cho nên không có thời gian mà cho máy nó chạy tiếp. Thì buổi tối này thì Linh mới bắt lại cho máy nó chạy lại cái mặt bên kia thôi. Nhưng mà vấn đề chính hôm nay thì Linh chia sẻ cho mọi người là không phải mấy cái đầu tiên mà Linh nói ha. Thì cái vấn đề chính hôm nay là cũng có một vài anh em hỏi Linh đó, với là một vài anh em chia sẻ luôn, nói chạy như Linh như vậy đây thì cũng nhanh, nhưng mà còn một cách nhanh nữa là không có thay dao. Là tất nhiên là mình xuất cái file, 2 cái file chồng lên nhau rồi mình cho con dao tinh nó chạy luôn. Thì hôm nay Linh chia sẻ ha. Thì Linh cũng có làm một cách đó, nhưng mà đối với cái trường hợp khác, chứ không phải là mình chạy nguyên cái bàn máy như vậy, mình chạy như vậy thì nó không có hiệu quả nha mọi người. Thì có vài anh em thì cũng chia sẻ cho Linh như vậy, nhưng mà thật sự á là tùy theo trường hợp, chứ không phải là lúc nào mình cũng phải cho chạy như thế. Ví dụ như là mình chạy mấy cái này đi, bốn cái chân này, chỉ có bốn cái chân này thôi, mình không có chạy cái nào khác nữa hết. Là người ta yêu cầu chạy bốn cái chân như vậy đây, thì thí dụ như mình không có thời gian á, thì mình có thể là sức như thế, sức chồng lên nhau như thế, mình cho nó chạy luôn, mình khỏi cần thay dao, là cái đó là nó hiệu quả. Còn cái này thì Linh chạy nên tất nhiên là 40 cái chân nó hết bằng máy rồi. Ví dụ như mình chạy như thế á, thì khi mà mình phá thì nó sẽ ăn nhiều lớp, nó ăn nhiều lớp thì đến mà khi mà nó rụt tinh á thì con dao mình đã lục rồi, nó không còn bén nữa, cho nên mình đục ra cái sản phẩm nó không có được như ý muốn. Cho nên là mình làm cách này thì nó hay hơn nha mọi người. Thì thêm một vấn đề nữa thì có nhiều anh em hỏi Linh á, tại sao máy của anh em á, chạy ra mà nó không được mịn, không được láng, nói chung ra nó hơi bị sần sùi đó mọi người. Thì Linh trả lời cho mọi người biết luôn ha. Thì máy của Linh chạy nó vẫn có như vậy nha mọi người, nó vẫn có lông. Là cái này là do gỗ nha mọi người. Thì mọi người thấy nè, ở bên đây thì nó cũng cũng một hàng máy chạy ngang thôi, nhưng mà là có chân nó láng nè, có chân nó có lông, thì tất nhiên là do gỗ nha mọi người. Còn là nói mà để tìm ra cái nguyên nhân mà nó chạy nó không được mịn cho lắm á, thì có rất là nhiều nguyên nhân nha mọi người. Thì theo như Linh biết á, là do mũi đục. Đầu tiên là do mũi đục, mình phải kiểm tra. Ví dụ như là bây giờ là mũi đục mình nè, mũi đục mình nó bị lục, nó không còn bén nữa. Thì mình đục nó ra thì nó không được sắc nét cho lắm. Cái thứ hai nữa là do gỗ. Gỗ thì cũng có khúc dai, khúc giòn, khúc sớ mịn, khúc sớ to, thì nói chung ra là cũng do gỗ một phần nha mọi người.
Còn thêm một phần nữa, nếu mà hai vấn đề đó mà gỗ như nhau á, thì mình phải kiểm tra nữa là do bi. Do bi á, thì mình nắm cái phần dao á, phần chỗ kẹp dao á, mình lắc thử nó có bị gơ hay không. Nếu mà nó bị gơ á, thì mình là do bi. Còn nếu mà nó không gơ ở đó nữa, nắm cái đầu dao đó luôn, nắm ngay chân chỗ kẹp dao á, mình đẩy lên đẩy xuống coi thử là cái mũi đục nó có nhóng lên nhóng xuống hay không. Nếu mà nó nhóng lên nhóng xuống thì do mấy cái lông đờn này nha mọi người. Lông đờn này thì mình kêu là lông nền bạc nha mọi người. Thì trong cái đuôi củ đục á, thì thường thì nó có ba bốn cái lông nền bạc này nè. À, khi mình ép cái bạc đạn xuống á, mình siết ở trên cái đầu củ á, thì nó sẽ cứng, nó không có nhảy lên nhảy xuống. À, khi mình chạy lâu quá thì cái này nó bị, nói chung nó giãn hay là nó xét gì không biết, mà nó không có còn bật lên nữa, thì cái cốt của mình nó sẽ nhảy lên nhảy xuống, thì mình đục ra cái nền nó không có sạch. Còn nếu mà mình tìm mấy cái vấn đề đó mà nó không có gì hết á, nó không có gì hết á, thì mình phải kêu kỹ thuật coi thôi, chứ thật sự Linh chỉ biết bao nhiêu đó thôi, chứ Linh không có biết thêm nữa. Thì xin chia sẻ với anh em vậy ha. Thì Linh nói thêm ha, cái máy của Linh như vậy đây, đục cái chân này nó lông như vậy. À, thì đa số ở đây thì Linh chỉ cho nó chạy hàng gỗ tạp thôi, chứ ít có chạy gỗ nhóm lắm. Nhưng có một vài lần thì Linh đang chạy gỗ tạp này nè, thì cái ra sản phẩm nó cũng có lông như nè, nhưng mà mình xử lý hết nha chứ không phải không hết, nó vẫn có lông như vậy. À, khi mà khách đem lại á, đem gõ lại á, đem gỗ gỗ gõ lại á, thì Linh cố tình Linh không thay dao luôn, Linh không thay dao, Linh cho nó chạy luôn, thì thật sự chạy ra nó cũng mịn, chứ nó không có tệ như cái hàng gỗ tạp này nha mọi người. Thì nếu như mà máy mọi người á, chạy mà nó lông nó ấy vậy đó, thì mình phải xem coi gỗ mình sao nha, chứ đừng có nói là do máy không. Thì hôm nay Linh chỉ chia sẻ ngắn vậy thôi nha mọi người. À, Linh sẽ bắt gỗ cho máy nó chạy, chứ Linh cũng không có thời gian mà quay tiếp nữa. Thì anh em nào hỏi cái gì thì Linh biết tới đâu Linh chia sẻ tới đó thôi. Thì mọi người xem video của Linh á, nếu cảm thấy hữu ích á, thì cho Linh một like, đăng ký kênh và chia sẻ video rộng rãi cho nhiều anh em xem ha. Rồi hẹn mọi người trong video tiếp theo của Linh ha.